Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những tra bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề của chúng ta sẽ là dự đoán ngày thứ 7, ngày 4 tây tháng 6 năm 2022 các bạn ha. Và đây những tra bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để dự đoán xem ngày thứ 7, ngày 4 tây tháng 6 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có lòng quảng đại nhân từ, luôn muốn chia sẻ giúp đỡ cho người khác ha. Và cuộc sống của bạn á, thì bạn cứ sống tốt thì trời xanh sẽ tự an bài thôi ha. Bạn cho người ta thì vũ trụ cũng sẽ đem đến những món quà cho bạn. Nó còn gấp hơn nhiều lần nữa ha. Cho nên hãy luôn là một người tích cực, hãy luôn là một người có tấm lòng đơn sơ và thánh thiện. Bạn là một người cũng khá là yêu thích trẻ thơ, và bạn là một người có cái sự trong trắng, biết hạnh phúc với những gì bạn đang có. Đồng thời á, mình thấy bạn là một người rất là cuồng công việc. Một số bạn ở đây mình thấy có nhiều gánh nặng nè, nhiều áp lực đè nặng lên vai bạn. Và bạn nhiều khi cảm thấy stress, căng thẳng và lo âu, rất là mệt mỏi. Bạn là một người rất là giỏi, có tài năng ha, có kinh nghiệm. Và bạn là một người có cái óc sáng tạo nữa, có trí tưởng tượng phong phú. Bạn làm người rất là khéo tay và được nhiều người ngưỡng mộ về cái tài năng, cái sự sáng tạo và siêng năng của bạn trong công việc. Một số bạn ở đây mình thấy có khả năng mà làm việc trong hội nhóm liên quan đến cộng đồng. Và nhiều người rất là ngợi khen về cái sự thông thái của bạn và việc yêu nghề của bạn nữa. Rồi, thứ 7 ngày 4 tây tháng 6 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào? Wow, ngày hôm nay của bạn rất là tích cực nha. Mình thấy các bạn tụ 1 đây là một người có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Bạn đã xác định được mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì, và bạn không còn mù mờ trong cuộc sống này nữa ha. Bạn đã có sự lột xác bản thân, trở thành một phiên bản cao cấp hơn. Và đồng thời bạn đã có sự hoàn thiện bản thân mình, rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm trước đó ha. Bạn có sự tái sinh và bạn mong muốn trở thành một người tốt. Trong ngày này mình thấy bạn có cơ hội về tiền bạc nè, có cơ hội về công việc. Có khả năng một số bạn sẽ được ai đó gọi đi làm, hoặc là gọi phỏng vấn, hoặc là có thể các bạn sẽ được gọi làm nhân viên chính thức luôn ha. Và cái cơ hội công việc nâng cao cái sự sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê của bạn ha. Đồng thời á, giúp cho bạn tự tin hơn rất là nhiều. Và cơ hội này đem đến cho bạn cái nguồn tiền tài vật chất ổn định, trù phú và thực tế. Và cái cơ hội công việc này sẽ giúp bạn nâng cao được cái sự sáng tạo, đồng thời nâng cao được cái tài năng, cái kiến thức, cái kỹ năng của bạn. Bạn được tỏa sáng và hãy luôn có một cái sự tích cực nhất có thể ha. Bạn là một người có khả năng truyền động lực, truyền cảm hứng cho người khác nữa đó. Bạn đem đến cho người ta cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Trong ngày này một số bạn á,
Các bạn đang làm việc thì có thể công việc của bạn nó gần xong rồi, nó gần hoàn thành cái kế hoạch đó rồi và sắp đạt được những cái thành tựu lớn lao. Có khả năng là tiền tài vật chất nó sẽ đến. Và lời khen ngợi ha, một số bạn mình thấy có một cuộc hẹn nào đó trong ngày này và một buổi nói chuyện với ai đó, một buổi phỏng vấn nữa. Mình thấy hôm nay bạn sẽ có sự tương tác với hai người nha. Một người mang năng lượng nam và một người mang năng lượng nữ. Cả hai người này đều có vẻ ngoài rất là chỉnh chu và lôi cuốn. Hai người này rất là giỏi nha, có khả năng ăn nói, khả năng diễn thuyết, có khả năng đem đến những cái niềm vui, sự tích cực, sự tự tin, năng động. Đây là những người rất là vững vàng, có thể họ là sếp trong một cơ quan tổ chức nào đó. Và có thể ngày hôm nay á, là họ sẽ phỏng vấn bạn, họ đòi hỏi bạn phải luôn chủ động trong cuộc sống, hãy luôn tự tin và phát triển cái kỹ năng của bạn thật là tốt. Họ đánh giá cao bạn nếu mà bạn có sự tự tin nè, bạn có sự năng động á, họ rất là thích tại vì cái đó là giống bản tính của họ và cái khả năng hoạt ngôn của bạn nữa ha. Mình thấy bạn hãy tích cực lên để nắm bắt những cơ hội thời cơ này đến với cuộc sống của bạn, có thể đây là cơ hội vàng ha. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là bạn sẽ diễn thuyết hoặc là bạn có một cái buổi thuyết trình hoặc là tham gia một cái vụ sự kiện nào đó, hai cái sự kiện nào đó và bạn là một người sẽ là người trình diễn hoặc là người sẽ dẫn dắt cái cuộc họp đó hay gì đó, thì bạn sẽ thể hiện hết những khả năng của bạn ha. Và được mọi người mến mộ. Và có khả năng là họ rất là thích cái bản kế hoạch của bạn hoặc là bản dự án của bạn ha. Mình thấy một số bạn có bản thiết buổi thuyết trình ngày hôm nay nữa đó. Đồng thời mọi công việc của bạn nó đều có một cái sự trơn tru, mọi cái sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp ha. Mình thấy cái giai đoạn mà tối tăm mệt mỏi là nó gần kết thúc rồi, gần đi đến điểm cuối rồi. À, bạn đang đón nhận những cái thành quả. Một số bạn sẽ được thăng chức trong ngày này nữa. Sẽ được cấp trên khen ngợi ha về cái sự nhiệt huyết, nỗ lực của bạn. Mình thấy có tiền là thấy vui rồi. Nói chung cái ngày này tràn đầy ánh sáng rực rỡ ha. Giống như kiểu sau cơn mưa thì trời lại sáng vậy đó. Một số bạn thì mình thấy là trong chuyện tình cảm ha, cái cặp đôi nam nữ nãy giờ mình miêu tả có thể là hai bạn này đang yêu nhau và có khả năng các bạn sẽ có một buổi nói chuyện với nhau sau khi các bạn có sự thông thái, các bạn đã suy nghĩ rõ ràng để giải quyết những khúc mắc trước đó, và có khả năng tình yêu này sẽ được làm lại, nó sẽ rực rỡ như lúc ban đầu. Và hai bạn sẽ cùng nhau nỗ lực cố gắng để vun đắp cái tình yêu này ha. Và đối với các bạn tuần một này, không gì là không thể nha, điều có thể đối với bạn đó. Một số bạn ở đây mình thấy là bạn sẽ mua thêm một cái vật dụng mới nào đó cho bản thân, có thể là thiết bị điện tử, hoặc là một món đồ nào đó bạn yêu thích ha. Và có khả năng hôm nay bạn có sự tương tác với hai người này và hai người này sẽ cho bạn thấy được con đường của bạn trong tương lai là như thế nào, giúp cho bạn gọi là thấy ánh sáng cuối đường hầm vậy đó, truyền động lực cho bạn ha, giúp cho bạn tích cực hơn, vui vẻ hơn. Khi mà thời gian, thời điểm thiêng liêng đến thì mọi thứ nó sẽ được vận hành một cách trơn tru ha. Bạn hãy luôn tin tưởng vào cái kế hoạch mà vũ trụ đã vạch định cho bạn, đó là một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo cho cuộc sống của bạn đó ha. Lời khuyên cho các bạn tuần một. Hoặc hôm nay các bạn sẽ nhận được một cuộc gọi từ ai đó. Giống như mình nói lúc đầu á. Cuộc gọi khá là vui đó. Thông báo tiền tài vật chất hoặc là cơ hội về công việc. Lời khuyên cho các bạn tụ một.
các bạn là làm việc liên quan đến cộng đồng, rất là liên kết luôn á. Bạn là một nhà sáng tạo đầy quyền năng ha. Bạn làm việc và những cái công việc của bạn, những cái tác phẩm của bạn đem đến niềm vui cho mọi người. Và nó được chúc lành bởi vũ trụ nha. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận cái sự ngọt ngào nhất. Bạn chính là bậc thầy của việc thu hút những cái sự dồi dào thịnh vượng đến với cuộc sống của bạn đó ha. Hãy luôn tự tin tiến về phía trước. Đừng để bản thân bị gục ngã bởi cái tôi. Đừng để bản thân mình bị thất vọng bởi những giai đoạn mà mình không vượt qua được ha. Những giai đoạn đó nó chỉ là kìm giữ bạn trong một thời gian ngắn thôi, rồi mọi thứ nó lại suôn sẻ thôi. Chỉ cần bạn thay đổi tư duy của bạn tích cực trong cuộc sống này thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Impossible, nothing impossible, không gì là không thể nha. Tất cả đều có thể. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để dự đoán ngày thứ 7, ngày 4 tây tháng 6 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi, bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người đã bước qua được thăng trầm của cuộc sống rồi ha. Bạn không còn bị mù mờ trước cuộc sống này nữa. Bạn đã xác định được mục tiêu, mục đích sống, lý tưởng sống của bạn là gì. Một số bạn còn xác định được sứ mệnh của mình là gì trong cái cuộc đời này. Giống như kiểu bạn đã trả lời được câu hỏi tôi sống trên đời này để làm gì, kiểu vậy đó ha. Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Bạn không còn kiểu mà mất định hướng nữa, mà bạn đã tìm thấy được ánh sáng cuộc đời của bạn rồi đó ha. Và mình thấy là bạn có sự cố gắng, nỗ lực, kiên trì, nhẫn nại cho những cái mục tiêu, ước muốn của bạn. Và bạn đang dần dần gặt hái được những cái thành quả, những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn rồi đó ha. Ước mơ của bạn trở thành sự thật. Bạn đang có sự tận hưởng những giá trị vật chất, tiền tài, sự trù phú, thịnh vượng. Nó trở nên gọi là thực tế và nó vững vàng, mạnh mẽ, kiên định, nó gắn liền với bạn nhiều hơn ha. Và mình thấy bạn chìm ngập trong hạnh phúc. Đồng thời mình thấy bạn sẽ đề ra thêm những kế hoạch, những cái giải pháp tối ưu nhất cho công việc của bạn trong tương lai nữa ha. Bạn không phải là kiểu người gọi là ngủ quên trong chiến thắng ha. Và bạn luôn cố gắng nỗ lực phát triển cuộc sống của bạn, nó ngày càng thăng tiến hơn. Rồi, thứ 7 ngày 4 tây tháng 6 các bạn sẽ như thế nào? Các bạn tụ 2 mình thấy là bạn đã từng trong cái giai đoạn bị mắc kẹt, bị mất phương hướng, bị hoang mang, mù đường, không tìm hướng đi cho bản thân mình. Một số bạn mình thấy đang trong giai đoạn bị cạn kiệt về nguồn tài chính, bạn không dám tiêu xài phung phí ha, tiết kiệm từng đồng từng cắt. Thì mình thấy trong ngày này khá là vui cho các bạn ha, tình thế đã được đảo ngược. Mọi may mắn đã nghiêng về phía bạn rồi. Một số bạn ở đây mình thấy sẽ có ai đó giúp đỡ cho bạn về tiền tài vật chất đó. Giúp cho cái nguồn tiền của bạn nó ổn định và nó vững vàng hơn. Một số bạn sẽ ký hợp đồng với một công ty, có thể đạt được nhận làm nhân viên chính thức.
hoặc một số bạn ở đây là mình thấy có khả năng là các bạn sẽ hợp tác với ai đó ha, và cái việc hợp tác này đem đến cái nguồn lợi vô cùng lớn cho cả hai, cho cả đôi bên. Và mình thấy bạn làm gì thì làm, nhưng mà bạn phải có những kế hoạch chi tiết rõ ràng và phải rõ ràng minh bạch trong bất cứ giấy tờ pháp lý nào nha. Mình thấy có một cái sự thắng lợi ở đây. Một số bạn thấy có việc gọi là mua nhà mới, di chuyển sang một nơi ở mới mà khiến cho bạn cảm thấy tự do, thoải mái hơn rất là nhiều. Giống như lúc trước bạn bị trói buộc trong một cái môi trường sống mà bạn không có niềm vui, không có sự hạnh phúc, thì bây giờ bạn đã chuyển hướng sang một cái cuộc sống mới, một nơi ở mới, và bạn cảm thấy tự do hơn rất là nhiều. Đồng thời một số bạn đây mà thấy có sự thắng lợi trong công việc ha, có niềm vui, có niềm hạnh phúc ở đây. Và đồng thời một số bạn ở đây mình thấy là có khả năng mình sẽ dự buổi tiệc nào đó ăn mừng sự chiến thắng, sự vinh danh, hoặc là các bạn sẽ có buổi họp mặt gia đình, người yêu hoặc là bạn bè. Nói chung có một cái sự hứng khởi trong ngày này ha. Một số bạn mình thấy có khả năng là sẽ dẫn gia đình mình đi chơi, đi đến những cái khu giải trí. Và đồng thời có ai đó sẽ hỗ trợ tiền bạc cho bạn, hoặc là họ, cái công việc mới của bạn á, là tiền lương khá là cao, nó vững vàng, nó thực tế, ha, ổn định cho bạn. Một số bạn có khả năng là đi chơi với người yêu trong ngày này, đi dự tiệc. Và đồng thời một số bạn ở đây mình thấy là cẩn thận nha, uống nước nhiều vô trong ngày này để không gây ra cái tình trạng bị choáng váng, nhức đầu. Và một số bạn ở đây được khuyến cáo là đừng có chơi lô tô, chơi chơi trò may rủi nhiều quá. Nó sẽ gây cho bạn bị cạn kiệt nguồn tài chính đó, khiến cho bạn bị mất phương hướng trong cuộc đời á nha. Cũng đừng mua vé số nhiều quá nha. Cuộc sống bạn có sự thành công là mình thấy là nhờ vào cái sự cố gắng nỗ lực của bạn, cái sự kiên trì nhẫn nại của bạn đó. Và tương lai bạn sẽ là một người có cái cuộc sống rất là thoải mái và dư dả. Nếu bạn cố gắng, nếu bạn tích cực làm việc và biết quản lý chi tiêu của bản thân mình một cách gọi là hợp lý nhất nha. Một số bạn thì mình thấy là có khả năng sẽ đi ký kết hợp đồng làm nhân viên chính thức, rồi gặp luôn sếp của bạn ha. Sếp mới của bạn đây là một người rất là lão luyện trong thương trường, một người chăm chỉ, một người rất là quyết đoán. Vẻ ngoài của họ thì khá là lạnh lùng, nhưng họ có sự quan sát rất là thấu đáo, rất là tỉ mỉ và rất là khôn lanh ha. Người này là một người đòi hỏi bạn phải làm việc có trách nhiệm, phải tự tin, năng động, và đồng thời là phải tuân theo luật lệ của công ty. Đồng thời cái người này họ bề ngoài thì họ hơi là nghiêm khắc, nhưng thực sự nếu mà bạn cần sự giúp đỡ, sự động viên hoặc là cho lời khuyên thì người này sẵn lòng sẽ giúp cho bạn ha. Họ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm của họ để giúp cho bạn tìm thấy cái lối đi, tìm được cái giải pháp cho cuộc sống của bạn. Một số bạn ở đây mình thấy sẽ hoàn tất được một công việc nào đó, một kế hoạch nào đó, và có thể là bạn sẽ nhận được cái tiền thưởng ở đây ha. Một số bạn được nhận tiền lương, tiền thưởng, hoặc học số bạn có sự thăng chức lên một vị trí mới luôn, có sự ăn mừng ở đây luôn ha. Trust, hãy có niềm tin nha. Trong trải bài của các bạn tụ hai này mình thấy cái từ khóa đó là sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, sự kiên trì, thì mọi thứ nó mới thành công tốt đẹp. Và bạn sắp kết thúc một cái chương cũ cuộc đời rồi, bạn đang mở ra một chương mới, nó tràn đầy cái sự thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc hơn, hoặc bạn tìm thấy con đường của bạn ha. Khi bạn làm việc với một cái niềm tin tưởng rằng mọi thứ nó sẽ tốt đẹp thôi, và bạn cũng sẽ vươn tới đỉnh cao, ước muốn của bạn là bạn sẽ đạt được điều đó nha. Tin là sẽ được, tìm là sẽ thấy.
Mình thấy cuộc sống bạn có sự dõi theo của vũ trụ rất là nhiều ha, và vũ trụ có một kế hoạch vạch ra cho cuộc sống của bạn rồi ha. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của bạn đều mang tính định mệnh hết ha. Những người bạn gặp, những cái hoàn cảnh tình huống mà bạn gặp phải đều là những cái điều mà vũ trụ đem đến để chui rèn cho bạn mạnh mẽ hơn, và những người bạn gặp họ cũng chính là những người sẽ là cái động lực để bạn, giúp cho bạn có sự phát triển trên con đường của bạn. Nên hãy biết ơn với những gì mà bạn có ha. Biết ơn với những gì mà vũ trụ đem đến cho bạn. Tất cả là vì cái sự thăng tiến của bạn mà thôi. Hãy luôn bồi dưỡng kiến thức và hãy luôn có những cái suy nghĩ thông thái, nhận thức sâu sắc rõ ràng, bởi vì bạn là một người có thể. Hãy mở rộng cái tầm nhìn bên trong bạn. Bạn có thể thấy được những cái lớp mặt nạ, bạn có thể thấy được những cái mánh khóe từ người khác, bạn có thể thấy được những suy nghĩ, những cái mưu mô tính toán từ người khác ha. Bạn là một người rất là khôn ngoan, rất là sắc sảo ha. Đôi mắt của bạn rất là sắc sảo. Hãy buông bỏ quá khứ và hãy dọn đường cho một cuộc sống tốt hơn ha. Hãy đứng dậy, vực dậy, xốc dậy bản thân của bạn ha. Và cái sự khôn ngoan, khả năng, tài năng của bạn chính là cái điểm sáng của bạn đó ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Và mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để dự đoán xem ngày thứ bảy, ngày 4 tây tháng 6 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ ba là những người có thiên hướng về nghệ thuật, là những người có cái sự lãng mạn ở bên trong. Bạn là những người rất là đào hoa nha, tài hoa nữa. Bạn rất là thích cái đẹp. Đồng thời các bạn đây là những người có trực giác cũng khá là cao, là những người đã có cái sự tu dưỡng bản thân. Bạn không còn thích cái sự bon chen trong cuộc sống này nữa, mà bạn thích một cái niềm an bình, thanh thản cho tâm trí của bạn ha. Một số bạn ở đây mình thấy bạn là một người có sự nhạy cảm. Bạn luôn muốn cho đi giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, bạn cần phải biết chọn lọc, chọn người đúng mà cho ha. Những người phù hợp với năng lượng của bạn ha. Nếu không, nếu bạn chọn sai người bạn cho thì họ sẽ rút cạn kiệt năng lượng của bạn. Họ sẽ khiến cho bạn rơi vào hoàn cảnh thất vọng tràn trề ha. Vì bạn là người rất là giàu cảm xúc, bạn sống bằng con tim nè. Cho nên bạn phải biết cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại, và cho đúng người đúng hướng. Để không gây ra bất cứ tổn thất nào cho bản thân của bạn nha. Một số bạn mình thấy đang mong ngóng cái ngày được đoàn tụ với người yêu, và một số bạn mình thấy là đang có một cái tình yêu khá là đẹp ha. Sau khi bạn rời khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp với bạn nữa thì bạn sẽ tìm được một người thực sự yêu thương bạn, và đây chính là người yêu định mệnh của bạn ha. Mình thấy hai bạn khá là xứng đôi vừa lứa đó. Rồi, thứ bảy ngày 4 tây tháng 6 năm 2022 các bạn nha. Mình thấy một số bạn ở đây đã từng rơi vào nghịch cảnh buồn khổ, mệt mỏi, nặng nề trong cuộc sống.
bạn có thể gặp toàn những người sai trái à. Bởi vậy mình thấy bạn người có lòng nhân từ mà. Ừ. Bạn cho đi không đúng người, cho nên bạn gặp toàn người. Những người lừa dối, phản bội hoặc là đâm chọt sau lưng bạn. Ừ. Thì gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Khi mà bạn luôn sống tốt, bạn luôn sống tích cực và bạn muốn cho đi giúp đỡ người khác thì bạn sẽ được vũ trụ đền bù cho bạn một cách xứng đáng vì những điều mà bạn đã gặp phải. Ừ. Mình thấy bạn là một người cũng trải nghiệm nhiều. Bây giờ bạn đã có một cái sự phòng vệ bản thân rồi ha. Bạn biết bảo vệ những thành quả, bảo vệ bản thân mình, không để bản thân mình bị người khác ảnh hưởng nữa. Ừ. Đồng thời mình thấy bạn có khả năng là đang trải qua một cái giai đoạn khá là áp lực trong công việc hoặc là quá nhiều công việc nó đè nặng lên vai bạn và bạn cần phải giải quyết nó và có thể là nhiều bạn ở đây là có sự thức khuya ha, thức đêm để làm việc. Mình thấy cặp mắt của bạn bị thâm quầng quá trời luôn nè. Bạn hãy gọi là nới lỏng bản thân, cởi mở lên, đừng quá tải áp lực cho bản thân ha. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó à. Và đừng quá stress căng thẳng nha. Thời điểm này là thời điểm để bạn thư giãn, thư thái, để bạn làm mới lại bản thân và để bạn phục hồi năng lượng sức khỏe của bạn đó. Ừ. Và trong ngày này mình thấy là có cơ hội nào đó, có niềm vui đưa đến cho bạn à, ai đó hỗ trợ giúp đỡ cho bạn hoặc là tin tức tốt lành từ công việc ha. Và đây là công việc đem đến cho bạn cái sự hăng say, đam mê, nhiệt huyết, tự tin và bạn có khả năng là sẽ thấy được cái đường đi nước bước và bạn sẽ vững vàng để có thể phi nước đại tiến về cái mục tiêu của bạn và đạt được cái thành công, cái sự thắng lợi. Một số bạn ở đây mình thấy có khả năng là bạn sẽ rời xa cái nơi ở cũ ha, bạn sẽ tìm được một cái nơi ở mới thích hợp, tự do, thoải mái hơn. Một số bạn thấy sẽ có việc mua nhà mới nữa đó à. Hoặc một số bạn có buổi tiệc ăn mừng chiến thắng hoặc là buổi tiệc sum họp với gia đình à. Một số bạn thì công việc trong ngày này của bạn có sự thắng lợi nè à, bạn giành được cái lời khen, sự khen ngợi từ người khác rồi được mọi người ngưỡng mộ về cái khả năng làm việc của bạn ha. Bạn có khả năng là giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng trong ngày này. Một số bạn ở đây mình thấy là có khả năng là bạn sẽ suy nghĩ ra một cái hướng đột phá mới, một cái ý tưởng độc đáo nào đó cho công việc của bạn. Ừ. Một số bạn có khả năng là sẽ giao tiếp nhiều với mọi người và nói chuyện nhiều, tạo mối quan hệ để giúp ích cho công việc của bạn, hoặc bạn sẽ học hỏi, tìm tòi hoặc là đọc khá là nhiều tin tức trên mạng để cập nhật thêm kiến thức, cập nhật thêm thông tin cho bản thân ha. Một số bạn ở đây là mình thấy có khả năng là trong ngày này cũng sẽ có thách thức, cũng sẽ có người này nói ra nói vào khiến cho bạn hơi bực bội, hơi khó chịu. Tuy nhiên mình phải ý thức được là khi mà bạn giữ một cái tâm thái yên ổn nhất ha, khi mà bạn không để mà năng lượng của mình bị rò rỉ cạn cười bởi sự tức giận nóng nảy á, thì bạn mới có thể là nhanh chóng thu hút được những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn ha. Cho nên ngày hôm nay hãy có một cái sự điềm tĩnh nhất có thể và tốt nhất là im lặng là vàng, không cần chống trả đáp trả gì hết để không gây ra bất cứ tổn thất nào trong cuộc sống của bạn, không gây ra những cái sự mất mát hoặc là mất đi cái mối giao hảo nào ha. Và hãy khiêm tốn học hỏi ha, bạn là người thông minh nhưng mà để có thể nhận được nhiều cái kinh nghiệm, sự chia sẻ từ người khác thì chúng ta hãy khiêm nhượng, khiêm tốn trong việc học hỏi. Một số bạn mình thấy có sự di chuyển đi đâu đó ha. Một số bạn có khả năng mua xe. Một số bạn có sự thăng chức lên một vị trí mới hoặc một số bạn có việc đi công tác, đi du lịch kết hợp với công tác luôn ha. Một số bạn là mình thấy có khả năng là sẽ có sự hẹn hò với người yêu đi đâu đó, đi du lịch, đi nghỉ mát với người yêu. Đồng thời một số bạn mình thấy khả năng sẽ một số ít thôi ha, sẽ có buổi nói chuyện rõ ràng với người yêu của mình và hai người sẽ nói lại tình xưa, ngọt ngào như xưa. Một số bạn nữ đây mình thấy sẽ được bạn nam tặng hoa trong ngày này. Có thể một số bạn có ngày sinh nhật trong ngày này và được người yêu dẫn đi ăn uống rồi tặng hoa tặng quà gì đó cho bạn ha. Một số bạn mình thấy có khả năng có một cái điện thoại mới trong ngày này đó.
Đồng thời một số bạn ở đây mình thấy là một số ít thôi là có một cái cuộc phẫu thuật gì đó trong ngày này. Thì cứ tích cực lên, mình thấy là cái người mà chữa trị cho bạn họ là một người cũng có bàn tay phục dược, có thể giúp cho bạn vượt qua được căn bệnh này ha, và đi đến cái sự thành công, cái có một cái cuộc phẫu thuật thành công ha. Một số bạn ở đây á, là mình thấy khi mà bạn nấu ăn hoặc là bạn làm điều gì đó phải có sự chú tâm ha, nhất là khi mà bạn dùng dao kéo á, để tránh gây ra cái sự trầy xước hoặc là đứt tay. Một số bạn sẽ nhận được những cái lời khen ngợi từ người khác, niềm vui. Ngày hôm nay các bạn hãy yêu thương bản thân mình một cách trọn vẹn, hãy chăm sóc đứa trẻ bên trong của bạn một cách dịu dàng ha, hãy cho nó cảm thấy thật sự hạnh phúc, cho nó tình yêu thương. Và khi bạn cảm thấy đủ đầy trong cái con người của bạn, khi bạn cảm thấy gọi là được yêu thương, được hạnh phúc trọn vẹn, thì cuộc sống của bạn sẽ có những cái điều tốt đẹp nó diễn ra. Bạn sẽ có khả năng thu hút được phép lành đến cuộc sống của bạn ha. Và bạn là một người được vũ trụ yêu thương bởi cái sự độc đáo của bạn và cái sự tự do của bạn ha. Hãy thoải mái, hãy giải phóng bản thân, đừng quá tạo áp lực, đừng quá nghiêm khắc với bản thân mình ha. Hãy luôn yêu thương bản thân mình. Vì bạn chính là một cái điều rất là quý giá trong cuộc sống này ha. Và vũ trụ yêu thương bạn rất là nhiều. Bởi cái sự độc đáo, cái sự cá tính của bạn ha. Và hãy biết hoàn thiện bản thân của mình thật là tốt để mà có một cái cuộc sống rực rỡ như những chú bướm này ha. Thoát khỏi cái cán của bản thân và vươn lên làm cái điểm sáng, cái sự rực rỡ tô điểm cho sắc màu cho cuộc sống này ha. Lời khuyên cho các bạn tụ ba. Bạn là một nhà du hành đầy dũng cảm, đầy kiên cường. Linh hồn của bạn biết cái con đường bạn phải đi là gì. Hãy tự tin bạn sẽ đạt được những cái thành công, bạn sẽ đi đến đích, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại để các bạn có thể là tiến đến cái thành quả của bạn ha. Những người bạn trung thành của bạn thì ở luôn luôn ở bên bạn. Bạn đừng lo lắng, bạn được vũ trụ ban phước lành cho bạn ha. Hãy để bản thân bạn được cất cánh, được tung bay, được tỏa sáng ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 3 đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, mình xin chào các bạn.